Đây là chiếc chảo khổng lồ dùng để xác lập kỷ lục chảo cân chiên lớn nhất Việt Nam. Chảo có đường kính là hơn 3 mét, một chảo tay tân lớn dành cho chiếc chảo ngày hôm nay. Trong chảo chúng ta đang rất đẹp, có đầy đủ các màu sắc, có màu hơi đỏ cam của tôm, có màu trắng của mực, có màu xanh của đầu hòa lan và có màu cam rất tươi của cà rốt. Và bởi vì chiếc chảo chúng ta rất to nên cần rất nhiều các đầu bếp trên này, chúng ta cùng
đảo phần cơm trong chảo cho chín đều. Rồi rau củ và cơm cho mình sẽ chín 1/3, xong rồi mình sẽ cho thêm một phần lại để chia đều sức ra. Ok, tiếp theo mình sẽ cho gia vị. Chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2018.